Đây, chào đô la nha. Bây giờ là sắp bị sáng không? 8 giờ 10 phút sáng ngày 15 tháng 4. Thì mẹ cũng chưa biết là sau cái đoạn clip này là con có chui hay chưa, hay là sẽ học thêm một ngày nữa. Nhưng mà con làm mẹ đau bụng từ tối qua tới giờ luôn. Và từ sáng giờ mẹ thấy là con cũng nằm yên không có dậy nhiều. Bác sĩ thì kêu nhập viện rồi đó, nhưng mà tập 2 cho tên mẹ kinh nghiệm nhiều hơn. Mẹ đang ăn sáng, uống cà phê cho thoải mái xong rồi mẹ mới đi. Thì sáng nay là mẹ cân là chị hao hết này nọ là mẹ sống Đây, đồ chuẩn bị rồi nè. Giấy nhập viện thì mới cầm rồi. cái túi này chắc sắp sâu đi nhỉ. Ông già do cái chừng nay mai là mặc đồ của bệnh viện hết. Nhưng mà có xà bông kéo ra thôi. Đây nha, mẹ con mới vô kháng sinh nha. Ở bớt lắm, ngoài trời thì đang mưa. Tiếc lắm là chưa quay được trời mưa. Vẫn vào bên. Để bay đi ra ngoài nó quay chậm. Giờ đang là 9 giờ tối rồi nha mọi người. I'ma take it for a ride, let me take it off your mind, 'cause you know it's a season.